một sách. Wow, tính ra từ hồi Tết đến giờ là bây giờ tôi mới làm một cái tập gọi là đi ăn lại. Và đúng là ở Sài Gòn thì ở quận nào cũng có khu ăn uống luôn. Thế là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi ăn ở khu Thanh Đa. Khu này là một cái khu mà theo tôi nhớ là ngày xưa là tôi có đi qua đây để tôi chụp một bộ ảnh thì phải. Nhưng mà lâu lắm rồi, chắc hồi đó hồi tôi còn đi học. Hôm nay là chỉ có một mình tôi đi ăn thôi, bởi vì hầu hết tất cả các bạn của tôi đều bận rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn tôi đi ăn với ai thì các bạn có thể comment ở phía dưới để tôi rủ người đó đi ăn chung. Ok, ở đây thì mình thấy hầu hết là bán món ăn vặt, và đồ ăn vặt thì tôi đã ăn quá nhiều rồi. Thế nên là bây giờ tôi sẽ làm một cái thử thách là bạn nào mà nhận ra mình và lại xin chụp hình, nếu có thì tôi sẽ hỏi thử là ăn theo yêu cầu người lạ ở trên khu phố này, và hy vọng người lạ đó không phải là mấy anh booking đây. 2 hours later. Tao quyết định là sẽ ăn vú heo nướng đi, bởi vì nãy giờ không ai nhận ra tôi hết, nên chúng ta sẽ cùng với ăn vú heo nướng. Trời ơi anh ơi, em tưởng giúp đồ không á, tôi đi anh nha. Không sao chị ơi, trời ơi hết trồn luôn, may là anh thắng kịp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ăn vú heo nướng. Và trời ơi, cái món này tôi kể cho các bạn nghe, đó là thời tôi còn là học sinh sinh viên, tôi siêu thích ăn cái này, mà là hình như là hả sau này khi tôi xuống Sài Gòn tôi mới ăn cái món này luôn á. Hương vị vẫn như ngày nào, nhưng mà nguyên cái vú heo luôn nha. Tôi không biết tại sao cái này phải nướng nó khét cháy cháy nó mới ngon, nhưng mà không hiểu sao mấy quán lề đường nào cũng ngon đâu. Tôi thiệt, trời ơi, ăn cái này đi. Nhưng mà có một điểm rất hay, nếu mà các bạn ăn những cái món này, các bạn ăn ở quán lề đường, các bạn sẽ cảm thấy là tất cả các món đều có một màu hết, đúng không? Chân gà cái màu nó cũng giống như cái này luôn, một màu hết. Uống thử em miếng. Rồi hai, chắc chắn ba má này gọi ba ly thì to tổ bố thì không bị uống hết. Ôi nhưng mà ly ở đây chất lượng nha, ở dưới là toàn là cốt không nè, thấy không? Bình thường á mấy cái này là nó hay hơn 1000 nước 9000 đá lắm. Nay ra đường chị chủ quán là tính đường chân, bữa hôm nay hết 50k. Mọi người á ủng hộ chị nha, ở Thanh Đa nha, Phú Bà Kè. Chà đào thi thi. Dạ. Thi thi luôn, thật là trùng hợp. Hàng chi có phải đó là lý do em được mời nước không ạ? Trời hả, xui quá. Dạ em cảm ơn chị nha. Dạ. Ngon quá. Đây mời em chụp chấm tấm hình này bé ơi. Đây là cơ hội cho em. Em ở đây thích ăn món gì nhất? Giới thiệu chị đi, chị mới qua khu này chơi á, nên giới thiệu món gì ngon nhất. Nói nhỏ nhỏ thôi chứ không mất lòng mấy cô. À Phú Mai hả? Ở đâu? Cái đây luôn. Ở đây luôn hả? Tất cả quán ốc đều có. Ok rồi, thank you nha. Giờ nhiệm vụ chúng ta là kiếm một quán ốc. Mình có hàu nướng phô mai không vậy anh? Hả? Mình có hàu nướng phô mai không? Có luôn. Em nghe nói quán ốc này là quán ngon nhất Thanh Đa hả anh? Không. Ủa? Dạ. Trời đất ơi, giới thiệu sợ quá. Nên ăn thôi lấy em một phần hàu nướng phô mai nha. Dạ đúng. Quán đây chắc hẳn là quán đây là rất là hot rồi. Thế nên là khi mà mình tới là anh kêu quán này dở với Thanh Đa luôn. Chứng tỏ là khách là rất là đông rồi, nên là không có cần khách cưới gì hết. Tới đây là yêu quý, là ủng hộ ăn thôi. Đi chơi với cô này con. Bây giờ con gửi cho cô ăn món đi. Đầu tiên rồi. Chân nướng. Dạ không, lộ người ra anh ơi. Em là mít đặc. Mì xào ở đâu? Ngon rồi. Tôm nướng nữa đâu? Bên đó phải nhà con không? Sao giới thiệu dữ vậy? Dạ nhà con quận 1. Trời ơi nhà quận nhất. Ôi thiếu già đó. Không chụp hình với cô hả con? Quê là quê là quê chung mình. Xuống vậy trời. Vậy là chúng ta đã có món tiếp theo, đó chính là mì xào. Tại vì hồi nãy nó bảo chân gà với lại cái yên chiên. A few moments later. Trời ơi, bây giờ con mới nhận ra cô sao? Bây giờ con mới nhận ra cô hả? Sao hồi nãy con kia không chụp hình với cô? Con nói đi, tại sao? Tại vì con bận. Trời ơi, bây giờ cô đố con nha, con cá gì hình tròn? Dạ cá nóc. Sai rồi, cá nóc có gai nữa, con cá hình tròn do luôn. À. Con cá viên chiên. Vậy giờ, cô đố con tiếp. Con cá gì làm nên cá viên chiên? Con thua đây. Con lại em hỏi mẹ thử con cái gì làm nên cái anh chị. Cá viên. Cá viên. Cá viên sao? Cá viên gì? Cá viên nó có hình tròn. Cá viên hình tròn qua rồi, con cá gì làm nên con cá viên chiên mà. Con thua đi. Thua đi con nói cho nghe. Không thua là con sẽ không biết đâu. Con thua chưa? Con cá chưa chiên.
Vậy giờ thì giờ cô đố con nha, cái này là cái gì? Này là ngón tay. À, rồi vậy con biết Beethoven không? Cái chú mà đàn cái ông đàn đúng rồi. Tại sao ông không dùng cái ngón này để ông đánh đàn? Đoán đi. Nhanh chứ không ba mẹ về, ba mẹ về tới nơi thì nhanh lên. Con thua đi, con nói cho con nghe. Tại Beethoven không. Gì vậy? Không có. Thua. Tại vì ngón tay này là ngón tay của cô chứ không phải ngón tay của Beethoven đâu. Vậy vậy nha. Rồi. Nhưng mà đây có phải là khoan, đây là trà sữa. Nó giống như cái gì không? Cái khuôn mặt mọi cười á. Ừ, nhưng mà nó là nhưng mà các bạn biết mà mình uống cái trà sữa mà nướng cái ở trên không? Cái ở trên của cái trà sữa á, nó chính là cái đó đó. Đây không phải là phun hào nướng mỡ hành mà đây là hào nướng phô mai, mà đây chính là hào nướng trà sữa. Đâu để coi cái món. Rất là ở trên nó là trà sữa, ở dưới là sữa chua. Nhưng mà sao hai cái này nó màu khác nhau ta? Có thể là đây là cái trứng nướng bên ngoài thôi. Đúng rồi, ở dưới nó là cái sữa này. Vậy là tôi đã phân tích được công thức đặc quyền chỉ qua một lần ăn. Cái gì giỏi không? Ok, đây sẽ là cái chỗ mà mình ăn cá viên chiên. Thì cho là hồi nãy bé nó giới thiệu cá viên chiên, nhưng mà tôi nghe nói là đây là quán bán cá viên chiên xịn nhất Thanh Đa hả? Cũng nổi nổi. Nói chuyện mất dạy ha, cũng nổi nổi ha. Cũng biết chút chút hả vậy? Wow, má ơi, thối tiền luôn của cái menu nè. Ăn tẹt ga giá sinh viên, khoai tây lắc phô mai. Mực xoắn có 13 ngàn thôi. A few moments later. Nó là 100 ngàn đám cưới. Là cho mượn luôn, mà đòi lại trả. Mà đi đám cưới gì 100 ngàn? Khúc này quay vô cho em. Đi đám cưới gì mà 100 ngàn? Cái thằng bạn tệ. Đi đám cưới mà 100 ngàn ít chứ. Bây giờ đi đám cưới khoai 3 xị. 2 xị đi, 2 xị ít nhất. Từ khi nào mà cái tiền đám cưới nó lên dữ vậy mọi người? Em nhớ ngày xưa em đi đám cưới 500 á là trời, người ta là mừng hú rồi đó. Bây giờ mà hả, đi đám cưới 500 người ta giả vô trong một cẩm bi thư, giả vô cái mặt mình. Bây giờ đi đám cưới ở thành phố đi đám cưới 1 triệu được không ta? 2 triệu được không ta? 2 triệu là nhiều lắm rồi, 1 triệu là ok. 2 triệu là người thân hả? Trời ơi. Thân thì thân. Vậy là xoài ơi, em coi video clip này sau em hãy trân trọng những mối tình. Cái ngày em cưới chị đi bao nhiêu? Em có nhớ không? Linh đi bao nhiêu có nhớ không? Em hãy nhớ những cái giây phút đó, và tiền giờ này là cũng hơi mất giá rồi, nên khi đám cưới của bọn chị em hãy nghĩ tới những cái khoảnh khắc này. Em nghe người ta nói không 2 triệu là đó. Khi nào đám cưới mới làm chị? Thì đó, bởi vì thấy lỗ quá à. Mọi người hay hỏi là chị. Dạ. Trời ơi, em cảm ơn chị. Sao được mời dạ? Chị biết là người nói chị. Không có lộn rồi chị ơi. Qua em cảm ơn rồi dạ. Trời ơi, còn có vàng nữa. Trời ơi, được cắt tỉa rất là sang xịn mình nha. Măm măm măm. Chị này tâm trí tôi đây, nhưng mà sao cái này nó có vàng ở đây vậy? Cái này mình cần làm tặng bọc vàng. Hả? Cái bình xu này nó là đá bào. Không thì ra bình xu thì đá bào đó, cho mỗi nơi sẽ là một kiểu, nhưng mà ví dụ bình thường cái chỗ bình xu tôi hay ăn á, bình xu là bao nhiêu ra? Bình xu là 60 ngàn. Bình thường cái chỗ bình xu tôi hay ăn á, nó là 120, nên là cái bình xu nó hơi khác. Nhưng mà bình xu này tôi nghĩ là với cái giá này tôi nghĩ là rất là ok rồi. Không phô mai nữa. Ok nha. Hồi đó tôi hay có một cái suy nghĩ là tối mà ăn giảm cân á, tôi sẽ ăn bingo su. Tại tôi nghĩ nó là nước thôi, nó không tan. Mà sai lầm nha mọi người. Ăn xong là tôi giảm từ 50 mà xuống là 55 á. Cái trong thời gian chờ đợi nên chỉ bonus thêm cho chùm nho. Ê, cái nho này mắc nha. Nhưng mà các bạn ơi, ở đây có một cái chén muối rất là ngon. Nó giống gì em? Muối trong bánh tre. Đúng rồi. Nó bánh tre thì tre rồi đó. Là nó là hết sảy con bà bảy. Giới thiệu với tất cả các bạn, đây là xúc xích Việt Nam mà sao kia là xúc xích Nhật. Hay xúc xích này mua bên Nhật. Cái này giống như ở trong mong ếch. Giống ha. Nhìn cái mặt nó này nè. Tôi đã ăn ở mong ếch. Quá ngon. Xúc xích Việt Nam. Mày cắn thử đi. Trời ơi, dang cái cây xúc xích sần cục cây luôn á. Chắc là nó chỉ làm kiểu Nhật thôi. Là kiểu bạch tuộc rồi đó. Với cái xúc xích này thì ra là tôi thấy cũng bình thường. Giống như là cái xúc xích là ăn nhưng mà nó hơi có cái mùi xả nha. Không biết là do cái xúc xích hay là do cái nước chấm, nhưng mà tôi thấy là ok. Nhưng mà hôm nay không có phải là ngày hứng thú để ăn xúc xích thôi. Còn đây hồi nãy mình gọi là gì ta? Cá viên chiên phô mai. Đúng rồi, đây chính là cái phô mai trong con hào hồi nãy. Cái cục này tôi thấy là nó giống như viên thả lẩu á. Cục cá viên chiên phô mai là như chính là cục thả lẩu. Cái viên mà châu hay lao xanh đỏ tím vàng đó. Đúng rồi. Đang là cái viên chiên mà đây là cục thả lẩu đã được chiên lên để cho mình ăn. Còn đây hồi nãy mình gọi là cái gì ta? Bánh sữa chua vậy hả?
Ô, nghe cái mùi sữa chua. Làm sao? Hồi sẽ làm tặng crush hả? Sao anh có đổ không? Hả? Anh có đổ không? Vậy là cái món bánh sữa chua mày có vấn đề rồi đó. Em ngon. Anh khen nó lấy lòng thôi. Mày đem qua mày cho anh ăn dở như cứt của em hả? Muốn vậy quá đúng không? Mà anh cũng phải nói tính anh khéo rồi đó hơn. Sao cũng làm nữa chẳng hạn. Nhưng mà anh vẫn kêu em làm. Đúng. Sao mà sao anh không đổ? Mày cái sữa chua này ngon à? Tự nhiên nói chuyện im lặng vậy đó. Ủa mất dạy chắc thôi. Vậy là em vừa vập quá. Không có vừa vập. Em là có thuộc kiểu tiếp người là bị động trong mọi hoàn cảnh. Vậy là em nhàm chán quá. Em là boss, em là cô chủ. Em là cô chủ nên em bị vậy. Anh còn thêm dầu vô lửa. Vậy là bây giờ em mà thích ai á, em để chị mới kiếp cho. Chị đi. Thì em phải thích ai đã chị mới chị được. Nếu như cái gì em bí quá, em đưa ạc Facebook em đây chị nhắn tin cho ảnh luôn cho. Thành công thì em nhận và thất bại thì thôi. Nếu như mình chơi hồi sinh hai mạng á, thất bại mình kêu không. Đây là trước giờ là chị gái em nhắn cho anh thôi, còn bây giờ mới em nhắn cho anh nè đó. Hai mạng. Là được có nói chuyện tiếp. Đúng nè. Một cái bánh này ngon. Nó ok. Nhà trong mấy cái cục này thì tôi thấy cái bánh này có vẻ là ok nhất. Nó là bánh sữa chua nha mọi người. Ở trong á, em biết là ăn bánh su kem vậy. Đúng không? Nhưng mà nó chua hơn cái bánh su kem. Cô vậy cũng phải lấy tiền chứ. Mấy em trong quán cầm cầm tiền đây là tới thu tiền chứ. Mấy em trong quán nói chứ là thôi coi. Cô nhờ review hả? Đó, không có. Tự nguyện. Có chị nổi tiếng lắm. Mấy bé đó không cài vô cô. Cô cứ tính tiền đi. Không, cô mời. Thôi cô mời. Tính tiền cô. Cô làm vậy tự nhiên ngại quá cô ơi. Rồi bữa sau không dám ăn. Có gì đâu. Hôm nào rủ mấy bạn qua. Dạ. Mấy bạn nhớ qua ủng hộ quán của cô nha. Quán Tí Đô đúng không? Quán Tí Đô. Nhưng mà Tí Đô là ai cô? Tí Đô là con trai của cô. À, ảnh có ra bán không? Có, nó bán như trên này nè. Là nguyên dãy này là của cô luôn. Đúng. Trời dữ vậy. Có hai cái quán này thôi. À, cái nhà giữa này là không liên quan. Đúng rồi, nhà giữa này là nhà. Hiểu lầm. Nhưng mà có món gì là best seller ở đây không cô? Best seller. Tàu hủ tả bí lù. Cái gì? Tàu hủ tả bí lù. Vậy cho con phần nó đi. Ăn đây nha. Dạ. Hay là đem ăn đây về. Ăn đây chứ. Dạ. Ok. Nhưng cái đó có tính tiền đi. No. Chứ không tự nhiên người ta tưởng con không được tính tiền cứ gọi thêm á. Mình không nói ra đâu ai biết đâu. Dạ cô. Bánh rít cho nha cô làm bánh rít cho thử nghiệm thôi. Ok. Dạ chứ hơi no. Dạ cảm ơn cô nha. Xin giới thiệu mọi người đây là món tả bí lù rất là nhiều người yêu thích ở đây. Ở dưới có đá. Ở dưới này có cốt dừa nè. À nó có dầu hủ thiệt. Cái đậu hũ ngon lắm. Đậu hũ bạc. Bây giờ nó còn có cái hồ mà nó nổ. Học và tinh. Đúng rồi, đúng rồi. Khoan. Dừng khoảng chừng là 2 giây. Có ai ở trong này nữa. Khoan. Nè. Không có dẻo luôn. Củ khoai lang luôn. Chè. Đúng không? Chè ba ba. Còn cái này là gì? Cái khoai lang hay gì nữa? Thì nó này khoai lang á. Nó là trân châu không à. Hai bạn là ở quanh khu này hả? Dạ em ở Bình Thạnh. Ủa là quên mình ở đâu rồi hả? Vậy là có hay qua khu này ăn không? Dạ cũng thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng vậy tại vì chị đang làm ăn theo người lạ kiểu suggest cho mình á. Thì quanh đây có khu nào em có thể giới thiệu chị được không? Dạ cúc lộn xào me. Cúc lộn xào me. Dạ đúng rồi. Cảm ơn nha. Giới thiệu đúng cái món không ăn được. Thôi không sao, chị sẽ ăn thử. Dạ. Còn em có gợi ý món gì không? Dạ, bánh chiên nướng. Bánh chiên nướng tuyệt vời. Cảm ơn em, chị thích món đó lắm. Ok, cảm ơn hai bạn nha. Bye bye. Ok. A few moments later. Chụp kiểu rồi. À ok. Đúng không anh? Đúng rồi. Dạ có bạn gái cho anh. À đây nè. Trời ơi, tưởng em gái luôn á. Vậy là em chờ ảnh mấy năm vừa rồi hả? Dạ. Trời ơi, vậy là cuối cùng có thiệt. Tụi con gái chương trình biết là có thiệt. I'll hit the ground. Trời ơi, chúc mừng hai bạn nha. Ra Duyên anh có cưới em không? Có. À, cuối năm nay hả? Ra Duyên là chuẩn bị rồi đó ông nội. À, ủa nhưng mà anh sinh năm bao nhiêu ạ? 7. Trời ơi. Bé sinh năm bao nhiêu? Rồi cô nha. Trời ơi, dễ thương quá. Vậy là có thiệt nha. Mấy người mà cứ kêu là đi bộ đồ 2 năm là không bao giờ đau. Để hồi ra vậy. Trời ơi, nhỏ này hỏi để hình với nhỏ bạn thân. Mày cứ để vậy rồi là mày ế đó. Dạ. Trời ơi, dễ thương quá dạ. Mình có thể cho mọi người coi. Nè, đâu giống bộ đội nè. Trời ơi, cô teo quá à. Có thiệt nha, đừng có nói à. Nhân chứng vật chứng đàng hoàng á. Ngon. Ê, bán có bán cầm bánh mùng xu quá thử hả? Nhiều quá lắm nha mọi người.
Dạ tính ra bé kia nó giới thiệu mình qua đây ăn là cũng ok chứ ha. Không thì bé kia giới thiệu ăn bánh tráng nướng đúng ý tôi quá. Thế nhớ nha, nhớ đừng quên, quan trọng là nếu các bạn muốn mình đi ăn với ai hãy comment phía dưới để mình mời người ấy ăn cùng. Nếu mà các bạn tốt bụng hơn các bạn sẽ comment luôn cái món mình đi ăn để mình đỡ phải suy nghĩ.